비추고 phụ nữ phân biệt được nhiều màu sắc hơn nam giới. Nữ giới phân biệt được nhiều hơn 20% sắc thải màu so với nam giới. Lý do là vì từ thời săn bắt hái lượm, phụ nữ thường đảm nhiệm vai trò hái lượm và việc phân biệt được nhiều sắc thải màu hơn sẽ giúp xác định được quả nào chín hơn và giàu dinh dưỡng hơn. Hơn nữa, phụ nữ thường không có sức mạnh như đàn ông nên phải về nhà trước khi trời tối. Việc phân biệt tốt màu trời sẽ giúp phụ nữ xác định đúng thời gian để về nhà và tránh xa khỏi các nguy hiểm. Nữ giới đậm người chút trông hấp dẫn hơn. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ sẽ hấp dẫn hơn nếu như họ mũm mĩm một chút và đặc biệt là có vòng ba đậm đà. Đây cũng được cho là một trong những điều kiện giúp duy trì nòi giống. Mỗi phụ nữ sẽ ăn trung bình 1,8 kg son trong suốt cuộc đời. Theo giáo sư Catherine Hammond thuộc Đại học California, Berkeley, Mỹ, giả sử bé gái ở tuổi dậy thì bắt đầu biết trang điểm, làm đẹp là 8 đến 12 tuổi. Tuổi thọ trung bình của người phụ nữ là 86 tuổi. Như vậy, thời gian sử dụng son môi là 76 năm. Trong khi đó, mỗi ngày các cô gái ăn trung bình 0,06 gram son. Cả đời sẽ tiêu thụ khoảng 1,8 kg son. Nữ giới chín chắn hơn nam giới. Sở dĩ có điều này là vì phải đẹp ghét sự rủi ro. Nghiên cứu chỉ ra phần vỏ não trước ở nữ giới lớn hơn nam giới. Đây là bộ phận luôn cân nhắc các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định. Phái đẹp phân biệt mùi tốt hơn nam giới. Từ xa xưa, nữ giới có trách nhiệm chăm sóc cho gia đình. Với khứu giác tốt, họ có thể chọn đúng loại thực phẩm cho người thân. Do đó, phái đẹp có xu hướng phân biệt được các loại mùi tốt hơn nam giới. Họ có thể phát hiện hay xác định một cách chính xác được các loại mùi hương. Và khả năng này vẫn duy trì tới thời điểm hiện tại. Não bộ nữ giới nhỏ hơn nam giới. Nghiên cứu mới đây từ Hà Lan đã chỉ ra rằng não bộ của nữ giới thực sự nhỏ bé hơn nam giới tới 14%. Mặc dù kích cỡ bé hơn, nhưng theo tiến sĩ Joseph Devlin, giám đốc phòng thí nghiệm tâm lý từ Đại học College London, bộ não của phụ nữ có khả năng xử lý thông tin đặc biệt hiệu quả hơn hẳn so với các quý ngài đầu to. Nữ giới là cha đẻ của vô vàn phát minh. Mary Anderson đã phát minh ra chiếc gạt nước kính chắn gió vào năm 1903. Ngoài ra, nhiều phụ nữ được cấp bằng sáng chế như bỉm, túi giấy, thùng rác, máy rửa chén, v.v. Phụ nữ sống lâu hơn nam giới 2-3 năm. Điều này có thể giải thích bằng nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như tỷ lệ hormone testosterone và estrogen ở nữ giới cao, sự trao đổi chất chậm hơn, tỷ lệ tử vong thấp hơn và phụ nữ cũng có khả năng thích nghi với môi trường sống mới tốt hơn đàn ông. Tuy nhiên, tuổi thọ dài hơn cũng không có nghĩa là phụ nữ khỏe mạnh hơn nam giới. Phụ nữ khóc 30 đến 64 lần một năm, đàn ông thì khóc 6 đến 17 lần một năm. Một lần nữa, lỗi là tại các hormone. Hơn 60% prolactin trong cơ thể phụ nữ chịu trách nhiệm cho việc phụ nữ thường xuyên khóc thành vài dòng sông, trong khi đàn ông vẫn bình tĩnh. Khoai tây chiên, ketchup, sữa chua trái cây là những món ăn vô cùng quen thuộc và khoái khẩu của nhiều người. Nhưng bạn có thắc mắc rằng những thực phẩm đó thực sự chứa những thành phần nào không? Bởi việc kiểm soát những thành phần trong thực phẩm mà chúng ta tiêu thụ thực sự cần thiết. Từ đó ta sẽ có sự cân nhắc về lượng thực phẩm tiêu thụ để tránh việc cơ thể khóc thét. Ketchup. Tập trung chủ yếu trong loại gia vị ketchup, nước sốt cà chua là cà chua và bột bắp. Lượng cà chua tươi cô đặc trong mỗi chai ketchup, tin được không, khi chỉ chiếm 6-10% mà thôi.
Trong khi đó, bột bắp sẽ được thêm vào giúp món sốt cà chua của bạn được sánh, quyện hơn khi chế biến. Vì thế, khi chọn sốt cà chua, bạn hãy chọn những loại có chất lượng cao, nhà sản xuất uy tín để có thể cảm nhận hương vị cà chua rõ hơn. Thanh cua. Thanh cua có thành phần chính được làm từ bột cá, gọi là surimi. Surimi được làm từ cá biển, sau đó tẩm ướp với bột, đường, lòng trắng trứng, vị cua, dầu thực vật, chất tạo màu thực phẩm và phụ gia khác. Cá, carbohydrate và đường kết hợp với nhau khiến cho lượng dinh dưỡng trong thanh cua không cao. Tuy nhiên, thanh cua surimi nếu sản xuất trong tiêu chuẩn cho phép thì vẫn an toàn khi tiêu thụ và quan trọng nhất là mùi vị của nó rất ngon. Nếu bạn nhận thấy thanh cua dễ bị đứt khi uống cong thì đó đơn giản chỉ là trong thanh cua có thêm một lượng lớn bột bắp mà thôi. Snack khoai tây chiên. Snack khoai tây chiên thường được làm từ khoai tây, thêm thành phần bột ngô, dầu và gia vị khác. Nghiên cứu của các chuyên gia Anh còn phát hiện trong snack khoai tây chiên chứa một hàm lượng acrylamide, hợp chất được tạo ra một cách tự nhiên khi thức ăn giàu carbohydrate và tinh bột được chiên, rán, nướng ở nhiệt độ cao từ 170 đến 180 độ C. Và bị Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm gây ung thư. Một số thương hiệu khoai tây chiên dạng snack được tìm thấy có chứa hàm lượng hóa chất vượt mức an toàn 0,20g trên 1kg lên tới 1000%. Vì thế, lời khuyên của các chuyên gia rằng bạn không nên ăn quá nhiều loại thực phẩm này bởi chúng sẽ khiến bạn bị béo phì cũng như không tốt cho sức khỏe. Sữa chua trái cây. Ngoài các loại trái cây, thì trong mỗi hộp sữa chua trái cây chứa thêm 1-5% bột ngô, đường, aromatizer, chất tạo màu. Ngoài ra, gelatin, natri alkinate cũng được sử dụng để làm chất ổn định. Do đó, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng sữa chua tốt nhất là sữa chua nguyên chất với hàm lượng khuẩn có lợi cho sức khỏe cao, định lượng bifidobacterium và acid lactic acid. Sữa đặc. Sữa đặc thường được làm bằng cách bốc hơi chất lỏng có nguồn gốc từ sữa nên nó chỉ chứa chất béo sữa động vật. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thường giảm lượng sữa chứa trong thực phẩm và sử dụng chất béo thực vật và chất làm đặc để đạt được hàm lượng chất béo và tính nhất quán. Do đó, nếu hộp sữa ghi trên vỏ hộp là sữa có chứa đường thì rất có thể chúng được làm từ cách nêu trên. Chocolate trắng. Chocolate thực chất chỉ chứa bơ cacao, nhưng thường bạn sẽ thấy nó được pha loãng với dầu cọ, dầu dừa và bơ hạt mỡ. Các thành phần khác bao gồm chất nhũ hóa, thường là lecithin, aromatizer và các chất phụ gia. Một thanh chocolate chất lượng cao sẽ thường cứng và kêu crack khi bị bẻ. Ngũ cốc. Ngoài các thành phần chính, bột ngô, muối, đường thì một số loại ngũ cốc còn chứa dầu cọ. Ngoài ra, siro ngô cũng có thể được bổ sung thêm vào khiến cho ngũ cốc chứa một lượng fructose cao. Do đường cũng như bột ngô lớn nên các chuyên gia khuyên bạn không nên tiêu thụ chúng mỗi ngày mà nên thay thế bằng sản phẩm đường tự nhiên trong trái cây sẽ tốt hơn nhiều.